Siêu phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn là chiếc nồi chiên Daiichi KB1200 12,5 lít. Chiếc nồi chiên này có rất nhiều cải tiến mới so với các sản phẩm trước đây. Thứ nhất là bảng điều khiển cảm ứng xịn sò. Có rất nhiều các chức năng được cài đặt sẵn, ví dụ chúng ta có thể chọn món và nồi sẽ tự động set nhiệt độ và thời gian như là nướng cá, nướng tôm, nướng pizza, nướng khoai tây, nướng đùi gà vân vân. Chỉ cần chọn chế độ và khởi động là nồi đã bắt đầu hoạt động. Đây, ví dụ đây chúng ta chọn này. Đây, tôm này, nướng cá này, nướng thịt bò này và khởi động, thế là nồi tự động chạy. Đấy, nó tự động set nhiệt độ và thời gian các bạn nha. Ngoài ra chúng ta vẫn có thể tăng giảm nhiệt độ và thời gian. Đây, khi không dùng chúng ta phải tắt đi. Đây, chúng ta khám phá bên trong nha. Lòng nồi rất là to. Đây, sản phẩm đi kèm rất là phong phú. Thứ nhất là một chiếc lồng quay để nướng các loại củ quả hay là chiên khoai tây rất là phù hợp. Thứ hai là xiên ngang để chúng ta có thể xiên con gà, con vịt vào trong này và nó tự động nó nướng quay. Đấy. Và cái thứ ba, đây là vỉ để nướng. Chúng ta sẽ đặt thịt hoặc là gà hoặc cá trên này chúng ta nướng vỉ. Và dưới cùng đây chúng ta có một khay để nướng bánh hoặc là chúng ta có thể để hứng mỡ, hứng dầu.